Trung Vân xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Thử thách địa hình của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Minh Giang Auto hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã trải qua 3 ngày thi đấu vô cùng sôi nổi ở HTV Challenge Cup 2022 với những nét mới về công tác tổ chức, đặc biệt trong đó là yếu tố thi đấu tốc độ đối kháng song song được lồng ghép một cách rất là tinh tế trong các bài thi, đã đẩy cảm xúc cho các tay lái khi tranh tài cũng như là những khán giả theo dõi qua sóng truyền hình, và chúng tôi cũng đã có những ghi nhận vô cùng thú vị về cảm xúc của những người tham gia. Sự kiện năm 2022 đánh dấu lần thứ tư HTV Challenge Cup được tổ chức với điểm nhấn là các bài thi có yếu tố tốc độ, đẩy cao cảm xúc và kích thích những màn tranh tài bùng nổ ở cả 5 hạng thi trong chương trình năm nay. SS2 là bài thi được thiết kế hoàn toàn mới, đòi hỏi kỹ năng điều khiển của tay lái, sức mạnh chiếc xe và khả năng linh hoạt khi thi tốc độ và gặp nhiều chướng ngại liên tiếp. Những màn tranh tài ở hạng nguyên bản ngay tại bài thi này là hình ảnh được nhớ đến nhiều nhất, khi những chiếc xe bán tải và hai cầu thông dụng nhìn thấy hàng ngày lại băng qua những bâm cao, quẹo cua hẹp và vượt hố ngoạn mục, mang lại sự thích thú cho khán giả lẫn các đội. Khi xe mà thi đấu bay lên có nhiều cái chỗ mà bay xe lên rất là đẹp, rất ấn tượng và rất là phấn khích cho người vận động viên và người xem. Hạng nâng cấp mang lại cảm giác thú vị ngay từ đầu khi nhà vô địch 3 mùa liên tiếp Phan Ngọc Mỹ không tham gia, càng đẩy cao sự phấn khích cho các đội bỏ lỡ cơ hội ở những mùa trước và khích lệ các đội mới chuyển hạng từ nguyên bản để thử thách bản thân. Về bài thi, ấn tượng ở hạng đua này là một số bãi ở hạng chuyên nghiệp được sử dụng với những yếu tố đòi hỏi tốc độ, kinh nghiệm, sức mạnh chiếc xe và sự phối hợp đồng đội. Từ đó, các đội cũng đầu tư đặc biệt hơn cho chiếc xe của mình để thích nghi với độ khó tăng cao. Những chiếc xe nâng cấp ở HTV Challenge Cup với đặc thù về kích thước, sức mạnh, ưu khuyết điểm khác nhau được các đội áp dụng một cách linh hoạt với từng bài thi. Nâng cấp bãi thi, nâng cấp chiếc xe, các đội cũng phải nâng cấp chính bản thân mình để thích nghi với những yêu cầu mới. Tư duy phải hơi khác chứ, thay đổi nó mới chạy được những hoàn thành được những cái bài đó. Một ngày mình ở trong rừng đây, mình nhìn các đồng đội cả trong ngoài nước thì mình cũng học hỏi được cái nhiều thứ và mình cũng tiếp thu lại để mình giữ cái đó qua năm chơi tiếp. Thi đấu off-road qua nhiều bài như tại HTV Challenge Cup luôn cần chiến thuật và hạng chuyên nghiệp là nội dung thể hiện điều đó rõ rệt nhất. Năm nay, ban tổ chức tiếp tục thiết kế các bài thi đêm để tăng trải nghiệm cho các đội, đề cao tính đồng đội, cùng với đó là các bài thi vượt sinh lầy cùng những thay đổi nhỏ để tạo độ khó và tạo sự hấp dẫn như quy định điểm cấm neo tời hay thay đổi hướng thi đấu. Nó có sự kịch tính và nó có những cái góc gọi là hơi là bẫy của ban tổ chức, cho nên là nó cũng gây khó khăn hơn cho vận động viên nhưng mà cũng đồng thời là tạo sự hưng phấn cho vận động viên. Hạng nguyên bản và hạng nâng cấp thì có thể là họ cũng đã có thể giải được cái bài toán mà do ban tổ chức đưa ra. Về có cái bài số 5 này thì một số đội nâng cấp bán tải thì họ cũng có chiến thuật, thì nhiều đội vô thi vào thi nhưng mà cũng gặp rất là khó khăn. Hạng chuyên nghiệp thì mỗi đội thì họ sẽ tìm cách giải quyết khác nhau. Sự phản hồi của các đội rất là tích cực, là họ nói là đôi khi chỉ điều chỉnh chút xíu thôi, họ vẫn có một cái cảm giác lúc nào cũng mới tại cái đường đua tại thương trường. Bên cạnh chuyên môn được đẩy cao, chương trình năm nay còn gây ấn tượng với những tiết mục giải trí của cheer dancers, âm nhạc của DJ và khả năng hoạt náo tài tình của MC Hype và rapper. Điều khiển xuyên suốt chương trình thi đấu và được lồng ghép các tiết mục một cách tài tình. Không gian thi đấu off-road không chỉ là những tiếng động cơ gầm rú, âm nhạc trong đó sẽ càng tăng cảm hứng chinh phục cho tất cả các đội hướng đến các bài thi tiếp theo. Thể hiện sinh động hơn, hấp dẫn, kịch tính nhưng cũng đưa off-road gần gũi hơn với khán giả là thử thách cho ekip sản xuất trực tiếp. Chương trình năm nay còn có lồng ghép các video clip bên lề để mô tả kỹ hơn về thiết bị, các biên tập mô phỏng thực tế bãi thi cũng như những câu chuyện thú vị từ các đội để giữ mạnh cảm xúc phấn khởi xuyên suốt. Với những nét mới trong chương trình năm 2022, ban tổ chức tiếp tục gửi gắm tinh thần off-road vào cuộc sống. Những chiếc xe hình thù ấn tượng vượt được những bài thi giàu tính kỹ thuật chỉ có ở HTV Challenge Cup có thể mang lại cảm hứng lớn lao về sức mạnh tinh thần và là nền tảng để chứng kiến những màn thể hiện bùng nổ. Có những cái xe hình rất là khó, rồi có những cái thế chạy rất khó, thì mình cũng lấy cái đó giống như là một cái kinh nghiệm để ra ngoài cuộc sống mình
cũng không phải là thể hiện gì, nhưng mà ra ngoài cuộc sống mình thử tự tin, rồi nói chung là mình ra ngoài mình bản lĩnh hơn tí xíu nữa. Quá là những chia sẻ vô cùng thú vị, và những câu chuyện về HTV Challenge Cup 2022 sẽ được chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị trong các chương trình thử thách địa hình tiếp theo vào mỗi tối trên kênh HTV9 cũng như trong chuyên đề chiến binh địa hình vào sáng thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Minh Giang ô tô hân hạnh đồng hành cùng chương trình, và chúng ta sẽ chia tay nhau bằng những hình ảnh độc đáo được chúng tôi ghi nhận được trong những ngày thi đấu vừa qua ở HTV Challenge Cup năm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mấy chiếc xe địa hình ở đây rất đẹp, tài xế thì rất chuyên nghiệp, thú vị và đồng thời thấy vui và bổ ích. Tôi mong muốn rằng là các đồng nghiệp ở HTV sẽ tổ chức cái giải này nó càng ngày càng phát triển hơn, tạo một cái sân chơi đặc biệt là thanh niên, giới trẻ. Minh Giang Auto hân hạnh đồng hành cùng chương trình HTV Challenge Cup.